Hello mọi người, bây giờ bên trại mình đang chuẩn bị đóng cá đi Mỹ. Thì đây mình đang đóng chuẩn bị là 500 con. 500 con thì cái quy tắc đóng đi Mỹ là mình phải đóng cái bịch nó nhỏ như thế này đây. Và lồng hai bịch. Bịch đầu tiên buộc rút xong rồi lồng thêm một bịch nữa. Mình thấy nè, đó cái nước với lại cái độ oxy trên đây là chừng 1/3 thôi. Như thế này. Đó, xong rồi mình sẽ đổ vô trong trong cái thùng ép vào. Đây là một số cá là mình đã đóng xong rồi. Đây là rồng xanh. Đây là tiger nha. Trên đây mình có ghi hết mã số rồi để mọi người phân biệt được cái nào là con trống, con mái của loại nào này. Đây. Chắc cầm dưới này tầm 6 người đóng 500 con chắc khoảng chừng 5-6 tiếng mới xong, có thể là tới tối luôn. Có rất là nhiều loại đẹp nha mọi người, như con này là con metal red lay, cái đuôi siêu to luôn, rất là đẹp. À, còn đây là red ear đây, red ear lưng sau full tai. Nhưng đây mình bỏ một ít super one, thì cái loại này kiểu như để chống sốc cho cá đi xa ấy, mình bỏ vô. Đây lưng sau, con này là mấy con gần full lưng. Cá trống red ear jumbo này. Đây có một số loại đẹp. Con bát Rion Finchie.